Em thấy không, cái rô mình chế nó đội lên, nhìn thấy chưa, bao luôn, xài biết chừng nào nó mới xẹp đúng không, siết vừa tay ra được rồi, không cần siết chặt quá làm gì ha. Đó, trong cái ruột nè chuyển sang sáng trưng ha. Đó, cái rô chế này em thấy không, đẹp chưa bộ, làm quen thì mình chích một lần là keo nó chảy vàng đều hết luôn nè, nó chạy là theo cái đường này nè, vào xong mình áp cái ron chỉ vô ha. Ở đây là cuối cùng mình cắt ngay giữa hôm này, là ấn xuống là nó dính lại nên là ron rất là bền luôn, nó thấy nó lòi lên vậy ha. Đó là kiểu này anh em siết rồi đó, nó vàng đều ra đó. Rất là chắc luôn và rất là kín luôn ha. Chào anh em, đây Scrum Shop, mình có bình BC20 chế ga 18. Bữa giờ bán cũng khá nhiều cái bình này rồi ha. Và có một khách hàng là họ đi bình này trên 54 luôn nha anh em, là vẫn ngọt ngào luôn nha. Thì chế ga này 18 mà cũng ngang ngửa về thằng bình rim 105 đồ ha. Nè, 7 màu luôn nha anh em, khá đẹp. Láng bệnh nha, cái ga này là siêu đẹp luôn anh em. Bình này thì mình đã ron nó hư mình chế ron lại rồi ha, bao anh em xài mấy năm luôn xong không xin về đâu, chứ cái ron chỉ của nó rất là dễ hư luôn ha. Rồi giờ mình có chiếc ga, rồi cái ga này ga siêu đẹp luôn ha, không thì xước liếm đá bị hết luôn. Ga quá đẹp. Rồi sạch sẽ xanh lẹ luôn ha, bên trong sáng trưng. Không gì được phàn nàn hết, quá ok luôn ha. Bình này anh em đi 70, 90, 100, 110 được thoải mái ha. Rồi có cái bụng của nó, thấy không, cái rô mình chế nó đội lên, nhìn thấy chưa, bao luôn, xài biết chừng nào nó mới xẹp đúng không, siết vừa tay ra được rồi, không cần siết chặt quá làm gì ha. Đó, trong cái ruột nè chuyển sang sáng trưng ha. Đó, cái rô chế này em thấy không, đẹp chưa bộ, làm quen thì mình chích một lần là keo nó chảy vàng đều hết luôn nè, nó chảy là theo cái đường này nè, vào xong mình áp cái con chỉ vô ha. Ở đây là cuối cùng mình cắt ngay giữa hôm này, là ấn xuống là nó dính lại nên là ron rất là bền luôn, anh thấy nó lòi lên vậy không. Đó là kiểu này anh em siết rồi đó, nó vàng đều ra đó. Rất là chắc luôn và rất là kín luôn ha. Thì mình đã có hai cái clip mình hướng dẫn anh em cách làm ron này rồi ha, anh em tìm lại trên kênh của mình á, coi hai cái clip đó làm theo đơn giản thôi, cũng không có gì khó khăn đâu, không cần phải khéo tay hay làm gì đâu ha, cứ làm từ từ quen thôi, cứ chích keo từ từ rồi mình uống 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 theo là xong rồi. Này thì bếp phụ bếp chính là zin, phao này là của đứt dài chế ga 18 ha anh em, tức là cũng là phao zin luôn nha. Cái phao này mua cũng là 200 mấy 300 ngàn á, cái phao của nó là hư rồi nên là phao này là cũng là phao zin luôn, gắn vào cũng vừa y luôn ha, rất là đẹp luôn em. Chỗ này ít cũng ít bình này ha, lâu mới còn cái đi là hơi bị ghê á, nó xíu chứ mà có vỏ đó, vậy chơi ra cực kỳ đẹp luôn nha. Nếu thấy video này bổ ích
xin tặng một like và share. Đây là Scrum Workshop. Xin chào và hẹn gặp lại.